Thưa thầy và các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ trình bày về cái chủ đề đó là ba ông question. Ba ông question này mình đặt trong dấu ngoặc kép, nghĩa là người là chỉ có một thôi, nghĩa là chỉ có một ông question thôi, nhưng mà nó liên quan đến ba cái vấn đề. Thứ nhất là hội chứng question, cái thứ hai nó là bệnh question, và cái thứ ba đó là tam chứng question. Thì cái mục tiêu của video ngày hôm nay đó, để khi nào để nhận phân biệt được là khi nào thì hội chứng question, khi nào là bệnh question và khi nào thì tam chứng question. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái hội chứng kích sinh. Thì hội chứng kích sinh nó là tập hợp các triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể mà do cơ thể tiếp xúc một thời gian dài với lại cortisol. Cortisol là một hormone của vỏ tuyến thượng thận, và có nhiều bệnh lý mà nó làm cho cortisol tăng cao trong máu. Thì để dễ nhớ và dễ học, chúng ta chia làm hai nhánh, đó là nhánh nội sinh và nhánh ngoại sinh. Ngoại sinh tức nghĩa là sử dụng corticoid ngoại sinh, và khi mà uống corticoid vào nó làm tăng nồng độ cortisol trong máu, mà khi tăng nồng độ cortisol trong máu thì theo cơ chế negative feedback, nó feedback âm về trục hạ đạo tuyến yên, làm cho tuyến yên giảm tiết ACTH, và tình trạng này cứ lặp đi lặp lại nhiều nhiều ngày thì nó làm cho teo luôn hai cái tuyến thượng thận. Và nguyên nhân này là nguyên nhân phổ biến nhất. Cái nhánh thứ hai là nhánh nội sinh. Nhánh nội sinh mình chia làm hai nhánh nhỏ nữa, đó là nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát là do bản thân của cái tuyến thượng thận nó bị adenoma nè, carcinoma nè, hay là hyperplasia nè, thì bản thân những cái này nó tự sản xuất ra cortisol luôn, nó mà không nó bị không cần kích thích bởi ACTH từ tuyến yên. Thì cũng theo khi mà nồng độ cortisol trong máu cao như vậy, nó cũng theo cái cơ chế negative feedback và báo về trục hoạt động tuyến yên, làm cho tuyến yên giảm tiết ACTH. Và cái tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều 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 lần như vậy mà không được điều trị thì nó cũng làm theo luôn cái tuyến thượng thận. Và cái nhánh tiếp nhánh thứ hai á là thứ phát là do một cái u nào đó nó nằm ngoài cái tuyến thượng thận, mà cái u đó có thể là u tuyến yên à, hay là một cái u nào đó nằm vòng vòng bên trong cơ thể, chẳng hạn như là ung thư phổi hay là ung thư tiểu phế quản gì đó. Những anh này nó tự sản xuất ra, nó tự tiết ra ACTH, và khi mà nồng độ ACTH cao như vậy, nó kích thích tuyến thượng thận làm việc dữ dội, và lúc này nó sản xuất ra cortisol một lượng nhiều trong máu, và cái tình trạng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì nó làm cho tuyến thượng thận hai bên bị hyperplasia luôn. Và tới đây thì muốn nhắc, cái gì làm nhiều thì to, không làm thì teo. Và tiếp theo chúng ta nói đến cái bệnh cơ sinh. Bệnh cơ sinh là một trong cái nguyên nhân của hội chứng cơ sinh. Đặc biệt của nó, cái đặc trưng của nó là sự tăng tiết cái hormone ACTH từ tuyến yên. Hay nói một cách khác dễ hiểu hơn, đó là bệnh cơ sinh, cái danh từ này là để chỉ hội chứng cơ sinh do tuyến yên tăng tiết quá mức ACTH, mà 90% là do u tuyến yên, adenoma tuyến yên. Như vậy thì chúng ta sẽ soạn lại hội chứng kích sinh và bệnh kích sinh theo ABC mà thầy đã dạy cho chúng ta. Thì A là gì? A là etiology. Etiology chúng ta nhớ hai điều thôi, là nội sinh và ngoại sinh. Còn B là pathogenesis, là nhớ đến cái điều là nồng độ cortisol trong máu tăng quá mức. Và C đó là pathophysiology, sinh lý bệnh. Thì cho dù nguyên nhân gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy được hai cái hình ảnh trên những bệnh nhân mà có cái hội chứng kích sinh, đó là cái sự tiết ra ACTH và cortisol theo cái nhịp trong một ngày á, nó bị mất đi và nó sẽ không tăng tiết ACTH và cortisol để phản ứng lại những cái stress của chúng ta hàng ngày. Và theo sinh lý bệnh thì hội chứng kích sinh phân làm hai loại, đó là thứ nhất phụ thuộc vào ACTH, nghĩa là cái nồng độ cortisol trong máu tăng quá mức là do kích thích bởi nồng độ ACTH tăng quá mức trong máu, và cơ chế feedback lúc này nó cũng bị mất luôn, nó cũng bị ức chế luôn, cho nên chúng ta không control được cái sự bài tiết của ACTH. Còn cái hội chứng kích sinh mà không phụ thuộc vào ACTH, tức nghĩa là
nồng độ cortisol trong máu lúc này tăng cao. Tăng cao là do, không phải do sự kích thích của ACTH, mà do cái một cái u nào đó nó nằm ở cái tuyến thượng thận, nó tự sản xuất ra cortisol luôn đó. Và khi mà cái nồng độ nó đủ lớn trong thời gian dài thì nó gây ra các triệu chứng cơ năng của cái hội chứng kháng sinh. Và như vậy thì cái nguyên nhân, chúng ta sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân của cái hội chứng kháng sinh mà phụ thuộc vào ACTH là do, thứ nhất là do u tuyến yên. Thì cái bệnh u tuyến yên này gặp ở mọi lứa tuổi. Còn cái thứ hai đó là một cái u nào đó nó nằm ngoài tuyến yên và ngoài cái tuyến thượng thận. Một cái u nào đó nó nằm vòng vòng bên trong cơ thể, chẳng hạn như ung thư phổi nè, thường gặp nhất ở cái người lớn tuổi đó. Còn về cái hội chứng kháng sinh mà không phụ thuộc vào ACTH, hầu hết cái phổ biến, nguyên nhân mà phổ biến nhất là do sử dụng corticoid ngoại sinh. Còn cái thứ hai đó là do ở tuyến thượng thận, có thể là do adenoma tuyến thượng thận, hyperplasia tuyến thượng thận, hay là carcinoma tuyến thượng thận. Và đó là nguyên nhân của cái hội chứng kháng sinh mà phụ thuộc vào không phụ thuộc vào ACTH, cũng như là hội chứng kháng sinh phụ thuộc vào ACTH. Tiếp theo chúng ta nói đến cái triệu chứng. Thì triệu chứng của cái hội chứng kháng sinh này, chúng ta sẽ đi từ đầu tới đỉnh chân. Thứ nhất, mặt tròn như mặt trăng, má hai bên đỏ, mọc râu, lưng gù như lưng trâu, thân mình tái phân bố mỡ. Tái phân bố ở thân mình làm xuất hiện những cái vết rạn, rạn da, xuất hiện những cái đốm xuất huyết, đó là bruise hay là ecchymosis, da mỏng, huyết áp cao và vết thương lâu lành, cũng như là bị loãng xương. Thì chúng ta sẽ tổng hợp lại được 10 cái triệu chứng trên bệnh nhân hội chứng kháng sinh như trên màn hình. Thì tiếp theo chúng ta đến cái phần chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt. Thì theo các cái triệu chứng trên thì chúng ta có các cái cận lâm sàng để chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán xác định cái hội chứng ở cái hội chứng kháng sinh này. Thì đầu tiên thì chúng ta định lượng cortisol trong nước tiểu 24 giờ tăng, và định lượng cortisol trong nước bọt sau một đêm tăng. Thì hai anh này chỉ nói rằng bệnh nhân này là có hội chứng kháng sinh thôi. Còn để phân biệt được là hội chứng kháng sinh mà phụ thuộc vào ACTH hay là hội chứng kháng sinh không phụ thuộc vào ACTH, thì chúng ta phải làm cái nghiệm pháp. Mà trước khi vào bàn về các nghiệm pháp ở bên dưới đây, thì cần lưu ý rằng trước khi thực hiện một cái nghiệm pháp, một cái test, thì tất cả các nồng độ của các chất ở dưới đây được định lượng trước để biết mà so sánh rằng nó tăng hay nó giảm trong cái nghiệm pháp này. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái nghiệm pháp, đó là nghiệm pháp ức chế bằng 1 gram dexamethasone qua một đêm. Thì cái bản chất của cái nghiệm pháp này là cái gì? Nó ứng dụng, nó nhờ vào cái cơ chế negative feedback để nó phân biệt ra là đây là hội chứng kháng sinh phụ thuộc ACTH hay là hội chứng kháng sinh không phụ thuộc ACTH. Vậy thì dexamethasone là gì? Dexamethasone là corticoid ngoại sinh, và cho bệnh nhân uống 1 gram dexamethasone lúc 23 giờ tối hôm nay, và sáng hôm sau 8 giờ lấy máu bệnh nhân thử đo nồng độ ACTH trong máu. Nếu nồng độ ACTH trong máu giảm thì cơ chế feedback có hoạt động, cơ chế feedback, negative feedback có hoạt động. Và lúc này thì chúng ta sẽ cho ta thấy được là đây là hội chứng kháng sinh không phụ thuộc ACTH, và hướng chúng ta đến là ở bệnh nhân này có sử dụng corticoid ngoại sinh hay không, hay là một cái u nào đó ở cái tuyến thượng thận và cần phải chụp CT scan để có thêm thông tin. Còn cái trường hợp thứ hai là nồng độ ACTH trong máu tăng, tức nghĩa là cơ chế negative feedback không hoạt động đó. Thì lúc này thì chúng ta được đó là đây là hội chứng kháng sinh phụ thuộc vào ACTH. Thì tới đây thì chúng ta có hai nghiệm pháp nữa, đó là nghiệm pháp ức chế bằng dexamethasone liều cao
và nhiễm pháp nó là kích thích bằng CRH. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái nhiễm pháp ức chế bằng dexamethasone liều cao. Thì nó có hai cách. Một là cho bệnh nhân uống 2mg dexamethasone mỗi 6 giờ trong vòng 2 ngày và đo nồng độ ACTH vào ngày thứ 3. Còn cách thứ hai đó là dùng một liều duy nhất 8mg qua một đêm ở 23 giờ tối hôm nay và sáng hôm sau 8 giờ đo. Đó là hai cách mà ở cái nghiệm pháp sử dụng ức chế nghiệm pháp ức chế bằng dexamethasone liều cao. Và kết quả ra là nếu mà nồng độ ACTH nó không giảm, nó hướng cho chúng ta đến đây là một cái u nào đó, mà một u nào đó nó nằm ngoài cái tuyến thượng thận, nằm ngoài tuyến nghiêng, một u nó nằm vòng vòng bên trong cơ thể, thì lúc đó chúng ta phải cần chụp CT scan ngực, bụng hay chậu để tìm ra cái khối u đó. Còn nếu mà cái nồng độ ACTH trong máu tăng cao, nồng độ ACTH trong máu mà nó giảm tương đối, thì hướng chúng ta đến nó là bệnh Cushing. Và lúc này cần chụp MRI cái tuyến tuyến nghiêng. Và tương tự vậy cho cái nghiệm pháp kích thích bằng RCH. Và như vậy thì chúng ta sẽ tới được cái phần điều trị. Điều trị nếu mà do uống corticoid ngoại sinh thì cái việc cai corticoid là quan trọng. Còn nếu mà có một cái u nào đó ở tuyến thượng thận thì phẫu thuật cắt loại bỏ u. Còn một cái u nào đó ở cái tuyến yên thì chúng ta có hai cách. Một là phẫu thuật loại bỏ u, hai là hủy nó bằng xạ trị, hoặc có thể dùng thuốc các thuốc ức chế sự hình thành lên steroid mà khi phẫu thuật không khả thi. Còn nếu mà sự tiết của ACTH không thể làm giảm nó được á, thì cái điều trị duy nhất khả thi đó là cắt một phần tuyến thượng thận, thậm chí cả hai thậm chí là toàn bộ tuyến thượng thận cả hai bên luôn. Và sau đó thì chúng ta cho bệnh nhân uống steroid tuyến thượng thận bổ sung. Như vậy thì cái vấn đề cuối cùng đó là tam chứng Cushing. Thì tam chứng Cushing á nó gặp trong nó nằm trong cái hội chứng tăng áp lực nội sọ. Vậy thì hội chứng tăng áp lực nội sọ nó bao gồm như là đau đầu nè, nôn ói nè, rối loạn thị giác nè, rối loạn ý thức nè, phù gây thị nè, giãn động tử, và cuối cùng là tam chứng Cushing. Thì nói đến tam chứng Cushing thì nhắc là nó có hai thì. Thì đầu là thì sớm, có hai tăng một giảm. Thì thứ hai là thì muộn, thì trễ rồi đó. Lúc này là hai giảm một tăng như biểu diễn trên màn hình. Và chúng ta nói sơ về cái cơ chế đó, cơ chế của phản xạ cái sinh, cơ chế của phản xạ cái sinh nó tạo nên các triệu chứng và tập hợp thành tam chứng cái sinh. Vậy thì khi mà một nguyên nhân nào đó làm tăng áp lực nội sọ thì cái nguyên nhân đó nó chèn ép vào nhu mô não cũng như là các mạch máu nuôi não và làm cho thiếu máu não cục bộ, dẫn đến tăng lượng BaCO2 tăng lượng BCO2 trong máu và pH lúc này giảm. Tăng BCO2 và giảm pH thì nó kích thích phản xạ của giao cảm, làm tăng tưới máu não, và tăng tưới máu não tức nghĩa là phải tăng huyết áp, mà tăng huyết áp thì nó làm căng cái tiểu tăng cái son cảnh, làm căng cái son cảnh, mà tại son cảnh nó có cái thụ thể là baroreceptor cảm nhận áp lực, và từ đây nó báo về cho hành não và hành não nó báo xuống tim là giảm nhịp tim. Và đó là nó sơ lược về cái cơ chế của phản xạ Cushing. Và như vậy chúng ta sẽ tóm lại là thứ nhất, tam chứng Cushing xuất hiện trong tăng áp lực nội sọ. Còn hội chứng Cushing là phần lớn là do sử dụng corticoid ngoại sinh hoặc một cái u nào đó của tuyến thượng thận hoặc ngoài tuyến thượng thận, kể cả tuyến yên. Và khi mà cái u nằm ở tuyến yên thì ta gọi đó là bệnh Cushing. Như vậy thì cái bài hôm nay được soạn lại, được tham khảo từ 10 nguồn tài liệu như sau. Và cái bài hôm nay là chủ đề hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin các bạn cảm ơn các bạn đã lắng nghe.